đó lấy đi nhập. Không em nào chúc cô gì cho ta năm mới sao? Rồi lấy ai lên, tự lựa chọn nha, tự lựa chọn yêu thích. Mình cô làm đạo diễn luôn à. Trời. Rồi cảm ơn em. Cô chưa quay quay mặt với Thần Huy luôn đó. Còn hết. À bữa nay số bạn vắng nữa hả? Rồi bác lì xì đâu? Giơ lên, giơ lên. Giơ lên, giơ lên ơi, giơ lên. Để con coi coi bạn nào chưa có. Đủ hết chưa? Rồi, bây giờ nhận lì xì cô rồi, bây giờ chúc cô lời chúc coi. Chúc cô năm mới vui vẻ. Có gì nữa không? Phát tài đi để cuối năm nay lớp mình ăn liên quan hoành tráng luôn. Rồi năm mới cô cũng chúc trước là gia đình các em vạn sự như ý, làm ăn phát tài. Sau là chúc các em vui vẻ, chăm ngoan, học giỏi. Được chưa?